kìa, bụng môi lên đó. Không biết nữa. Quay sát cho cái nhà xem. Như là bị một đợt bay màu lâu quá, bay màu rồi. Mà tại sao cái? Đúng rồi quý ơi. Quay nhà cái nhà ơi. Dạ con xin chào cái nhà, quay lại kênh Gió Đồng TV cái nhà ơi. Cái nhà ơi, thì anh em con á, cái nhà hôm nay có dịp mà tình cờ đi ngang cái nơi này á. Là một cái nơi mà cũng chắc cũng khá là quen thuộc với tất cả mọi người. Dạ. Cả nhà rồi. Tại vì có khá là nhiều anh chị tới đây quay và tìm hiểu ở đây. Dạ. Thì ở nơi này á là cái biệt thự của một ông bác sĩ thời Pháp, người Pháp thời xưa cả nhà. Dạ. Xây dựng lên để chữa bệnh cho những lính ngày xưa cả nhà. Dạ. Rồi không biết vì sao á mà bỏ tới ngày nay. Xong rồi có những cái anh chị YouTuber tới đây tìm hiểu và thấy được những vong linh khá là nhiều ở nơi này nha. Thì con thấy á, và dựng con cũng với anh rồi cũng từng quay ở đây và thấy những cái vong linh khá là nhiều. Cô gái áo trắng được, cô gái đứng ban đêm và từ ở trên lầu mà nhìn xuống mắt người ta cả nhà. Thì cái nhà ơi, thì cái nhà cũng đã biết đó. Khi mà một cái bệnh viện thì cả nhà nghe cũng đã biết rồi. Ở đây là một cái bệnh viện của hợp pháp. Thì chắc hồi đó là chiến tranh với Việt Nam mình quá. Rồi, cái đó thì anh em cũng không biết cả nhà. Tại vì cái này là người ta đồn lại là bệnh viện của hợp pháp chữa bệnh cho những người lính đầu á. Thì cũng có những người mà người ta chết tại chỗ này. Tại vì bệnh nặng. Anh em con nên ngồi đằng sau. Tại vì bị nặng quá cả nhà. Rồi nói chung chữa không được, người ta chết tại chỗ này. Thì ở đằng sau, con nghe Quy nói đó, ở đằng sau có một cái bàn thờ. Thì hồi đó cả nhà cũng có nhiều người ta đến đây, người ta mua lại mảnh đất này, người ta tạo lại những cái quán như là quán nước, rồi quán nói chung là quán ăn hay gì đó thì con không biết. Thì cũng không biết tại sao một khoảng thời gian nào đó thì người ta cũng bỏ luôn cái căn nhà này đi và người ta không có dám ở đây. Thì con với Quy hồi nãy có vô á, thì anh em con cũng không dám vô tới trong. Anh em con đứng ở mé ngoài để nhìn, để quan sát. Tại đây là lần đầu con đến đây. Thì Quy có tình cờ chạy ngang qua đây. Quy có kêu con là nói là trong này có một cái căn biệt thự của một bác sĩ mà bỏ rất là lâu rồi. Với lại ở trong này rất là nhiều vong linh. Tại vì cái nhà con nghĩ người ta lúc mà bị bệnh chết á, ở trong đây cái quán khí người ta chưa có tan á nha, nên người ta còn lẩn quẩn ở trong cái biệt thự này và bây giờ người ta chưa có đi nè cả nhà. Người ta kinh doanh quán nước ở đây đừng thời gian luôn cả nhà. Dạ. Rồi cũng dẹp hết bởi vì người ta thấy á cả nhà. Con nghe người ta thấy nhiều ở đây mà cũng mới lúc đầu bán đất lắm nghe cả nhà. Mà khách ta vô đây người ta ngồi người ta nói là bị hù quá, bị thấy những vong linh kiểu như họp á cả nhà. Dạ. Rồi người ta bỏ chỗ này luôn. Tại vì chỗ này rất là mát cả nhà. Thì con nghĩ giờ này á thì hồi lúc mà nó bây giờ vẫn còn bự và nó còn khang trang lắm, nhưng mà nó bị mục hết trơn cả nhà, giống như tường đồ xi măng đồ nó cũng phai màu hết. Thì con nghĩ á, những người mà Quy nói á thì người ta nói á, người ta đi rất tối. Thì người ta uống nước cũng bình thường cả nhà. Nhưng mà người ta vô toilet á thì nhầm người á thì bị được. Tại vì ở chỗ đó có 2-3 cái toilet kế bên. Thì nhầm người á thì được kêu. Mà người ta đi qua bên á, bên cái toilet kế bên á thì người ta không gặp cả nhà. Người ta đi qua lại á thì người ta thấy có người kêu mình. Và nhầm người á, người ta vô trong toilet thì có những người ở ngoài đóng cửa lại cả nhà, không cho người ta ra. Thì giết rồi người ta sợ quá, người ta không dám lại nữa. Bởi vì cái quán này bây giờ nó ế ẩm. Rồi từ từ sa sút với người ta cũng bỏ cái chỗ này, người ta đi. Hình như là 3-4 đời chủ không Quy? Không biết nữa. Dạ. Mà như vậy cả nhà. Thì dạ. Anh em con muốn là tới đây xem thử vào ban ngày nó như thế nào. Tại vì cái nhà con coi quá trời người cũng có quay là tới đây cầu và thấy rất là nhiều. Thì bây giờ chắc anh em con sẽ vào trong và đi quay từ cái ngóc ngách để cho cả nhà xem và biết rõ được cái căn nhà của một bác sĩ thờ Pháp họ cứu sang nghe cả nhà đi. Yeah. Anh em con bước chân đến cái chỗ ở dưới này nè cả nhà. Anh em con đang đi lên.
con tính mua đồ cúng rồi với tiền rồi tới cúng thử mà nghe chú nói là không cho đốt lửa cái nha. Đốt. Tại vì có một lần có một cái anh nào đó cũng làm YouTube giống anh em con á, đốt nhang. Rồi gió thổi ngang qua không biết sao nữa cả nhà. Cháy, còn người ta chạy lên kịp, không thôi là cháy hết trơn nguyên cái biệt thự rồi. Thì cái biệt thự này bỏ hoang thiệt nhưng mà vẫn có bảo vệ giữ cái nhà. Nên anh em con xin phép người ta không cho đốt. Người ta chỉ nói muốn quay thì đi quay vòng vòng thôi. Còn đốt gì cúng gì thì cúng bình thường chứ không cho đốt lửa nha. Thì ở đây chắc không quê. Cái chỗ này con nghĩ là một cái chỗ hồi lúc á, là cái chỗ này cho những người mà người ta bán đồ á. Con nghĩ cái này xây thêm đó nha. Cái nhà này xây thêm thôi. Chứ cái bệnh viện là cái bệnh viện đó đó. Để chút xíu nữa anh em con lên. Cái chỗ này đó là người ta xây thêm để cho những người nhân viên người ta ngủ đó nha. Ta giữ quán á, để con đi quay cho mọi người. Ê Huy ơi, đây có bát hương gì? Sao ở đây có cái bát hương kỳ vậy? Có khẩu trang ai quấn vô. Quấn vô nhang nữa nha. Cái này người ta quấn nè chứ không thể nào. Đúng rồi, nó làm gì nó dính được ba bóng cây gì kìa. Cái này thuốc nữa nè, giống như ai đó còn cơ. Con nghĩ những anh YouTube đến đây chắc cầu cơ cái nha. Cầu số á. Cái bát hương này là cái bát hương mới đó nè, chứ không phải bát hương cũ đó cái nha. Con nghĩ người ta đưa lên đây người ta cầu cơ á. Thì bữa nay anh em con chia sẻ cho cả nhà cái chỗ này thôi, chứ anh em con cũng không có. Có cái gì không? Dạ. Thì okay. Bây giờ anh em con sẽ lên trên cái nhà của bác sĩ nha. Còn cái này là cái chỗ người ta cắt thêm để cho những người nhân viên hồi xưa. Ê, ui, cái gì? Ai, trời ơi, trời. Cái gì? Tập cái rổ á. Đi lên trên. Có gì nói ra mọi người. Phải không? Cái đầu nó ra. Trời, chờ tôi đi nhé. Cái nhà. Cửa sổ nữa đó. Chá nắng quá, đi lên trên đi. Thì cái nhà bây giờ anh em con sẽ đi lên trên. Rất là nhiều người ta nói rồi cả nhà. Đây là cái chỗ mà nhà vệ sinh hồi đó bị người ta bị nhốt cả nhà, nên bây giờ người ta sợ. Là nhân viên người ta có nước cũ người ta sẽ. Cái gì vậy? Có tiếng động, Đi vô nhẹ nhàng. Ngồi vô phòng. Cái bồn gì đó. Anh em con sẽ tiến vào trong. Ui. Cái gì? Ui. Chó gió hết hồn rồi. Này. Cẩn thận Huy. Đừng có lú ra xa gì. Thì cái nhà ơi. Vô đây hết ngột ngạt quá. Ui. Vô. Hết hồn. Mấy hồn nào mà nhẹ nắp cái ghê vậy. Dạ. Con nghĩ có những người ta đến đây người ta dễ rồi lao nữa nha. Không, tôi nghĩ là cái này là người ta xây thêm nè. Tại vì hồi đó là có thiết này. Người ta xây thêm món nước thôi. Thật ra ở trong đó mới đúng là cái bệnh viện đấy. Tại vì xi măng ở trong cái tường trong đó là bằng đá mà. Nè cả nhà, để cho con cho cả nhà xem. Đây nè, bằng đá này nè. Thì hồi đó mới chỉ có những cái cây cột này thôi. Cái cột này hồi xưa thì vỏ mai có thôi. Và đây là đá hồi xưa nè. Người ta xây nhà là đá này nè. Đá này đá cục á. Đi ra đây thử á. Ở đây có cái bàn thờ kìa. Ừ. Có cái bàn thờ kìa, đi ra ngoài đây kìa. Ấy, trời. Cái gì vậy?
ở trên gian thượng á. Ở trong cái sân thượng đó Quy ơi, hồi nãy tôi thấy cái tiếng cái gì trong đó đó. Có gì vậy? Chỗ mới anh em con không dám đi nữa nha. Thôi, mình đi ra bàn thờ trước đi. Mình đi ra bàn thờ trước đi. Mẹ có thuốc nữa kìa. Ủa sao mẹ mà ta cúng thuốc kìa vậy? Lấy con quay ra cái chỗ Nam Mô vậy. Nam Mô Phật thì nếu mà có Phật nào ngự ở đây cũng như là những chư vị nào giữ ở đây thì cho phép con quay để... Ủa phải mẹ đúng không? Không biết nữa cả nhà, nếu mà có biết cái tượng của vị nào thì cả nhà sẽ cho con biết. Ê Huy ơi, cái tượng này bụng môi Huy ơi. Không? Bụng môi đó Quy thấy không? Kìa bụng môi lên đó. Không biết nữa. Quay sát cho cái nhà xem. Như là bị một đợt bay màu lâu quá, bay màu rồi. Mà tại sao cái... Đúng rồi Quy ơi. Cái này đằng trước đúng rồi. Cái này mới là chiếc cửa biệt thự nè. Để con quay vô cái này. À đúng rồi. Đây là chiếc cửa biệt thự nè cả nhà. Tiếc quá, cái máy của con không có quay rộng được. Nhang không? Ừ đúng rồi, có ai đốt nhang vậy? Hương thơm quá vậy. Rồi, tiến vô trong thử. Đi lên trên biệt thự không? Cái gì vậy? Ui, trên cửa kìa ông ơi. Ui, Nguyên thấy cái bóng đèn không? Nhà cái máy coi nó lấy cái nét không kìa. Có một cái bóng đèn phải không? Đây là cái bàn thu ngăn hay gì? Thì để con quay xa xa ra cho cả nhà thấy. Tôi có cảm giác ở trên có tiếng gì á. Có cầu thang này sao rồi? Đi không? Ở trong đây có nhảy sinh à? Nhảy cầu không kìa. Ê, cái nó gãy á nghe. Không, cái này là cái gì ở ngoài á. Đi, đi đi. Gỗ này gỗ xưa nè cả nhà. Gỗ xưa này gì đâu. Đây là cái nắp. Tối rồi. Nhà nóng đồ nhiều quá nè. Nhà nè. Chưa, để tôi đi ra quanh cái. Quy ơi, nãy Quy thấy ở đây nè. Nãy Huy thấy có cái bóng ở đây cả nhà. Bóng màu gì? Bóng... Đèn cày. Của... Nên là chị... À... Con nghĩ mấy anh chị... Cầu cơ... YouTube đó nè. Thì chắc anh em con sẽ đi vô trong xíu đi. Ui ơi. Nó một. Té, thôi đi vô trong đi. Cả nhà ở đây nó thầm xuống dưới á. Đừng có nhầm. Thank you.
Cái gì? Không biết ai đến đây vẽ những cái hình hài kỳ dị cả nhà. Nhìn nè. Họa sĩ thì có vẽ mà vẽ một đứa kỳ không? Nhắm sức ở điểm đụng nó sức trước đó. Bây giờ anh em mình tiến sẵn vô trong cái chỗ mà tối ngày nãy quay vô trước đi. Cái gì vậy? Gì vậy? Thấy có cái bóng gì mới lỡ lướt nè. Hồi nãy tôi mới thấy có bóng gì đó. Trong cửa sổ này nè. Ui, cái này hôi dữ vậy. Cúng bánh nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Ổn rồi. Này. Bánh trái cúng cơm nè. Chắc những anh chị đến đây cúng trước á. Như là cúng nhiều. Dạ. Nè, hình như chỗ này phải chỗ này bị cháy không ta? Hết hồn. Giáp chưa hả? Để không được cúng. Giáp chưa hả? Không biết nè. Giáp. Ê, tiếng bé nghe không? Nghe nãy nghe cái cái nhà dỗ dàng con nghe tiếng bé khóc gì đó. Tiếng bước chân cả nhà nghe kỹ nghe. Ok. Nó tiếng bước chân đi cái nhà. Chứ anh em con sẽ không đốt nhang cả nhà. Đốt nhang. Đốt nhang thì người ta cũng cho rồi. Tới giờ không cho cầm bẹt lên luôn là cả nhà biết rồi đó. Người ta sợ anh em con đốt. Người ta chỉ cho anh em con đến đây. Nếu mà có duyên ấy, thì sẽ thấy những người con linh ở đây và cúng ít bánh cho họ. Nhà cả nhà. Anh em con có đốt nhang, đem bánh, đem đèn cầy để nói chung là cũng cúng cho người ta mà bảo vệ cái chỗ này, người ta không cho anh em con đem vô cái này. Cúng vô giáp tổ này nè. Tôi sẽ đặt máy ở đây. Thì cái nhà bây giờ anh em con đặt cái máy chỗ này nè. Anh em con vào cái chỗ đó đó. Quay thôi chứ còn không có phá gì hết. Cái chú đó cũng không phải là chú nữa, cái người đó là 40 mấy tuổi rồi. Ta ở đây 30 mấy năm nữa nha. Người ta cũng có kể cho anh em con nghe những cái câu chuyện cũng như là cái chú đó nói là chính là chú đã gặp một cái người phụ nữ áo trắng tại cái căn nhà này. Hình như là lúc đó hình như là 10 giờ mấy tối nha. Tại chú đổ vậy. Và chú nữa chú mới 40 mấy à, bây giờ chú đã 52 rồi, mấy năm rồi. Nhan cày nhan còn rất là nhiều nha. Đó. Nhan cháy từ lâu nữa. Chú nói là chú nghe cái nhà có tiếng bé nhỏ dạng nó bay nghe không? Khi mà anh em mình nói chuyện đó thì nó mới có mấy tiếng nó còn im là không tiêu. Giống như là bé mà đang khóc, giống như là có người dỗ bé. Từ thời chính pháp tới giờ thì
con xin được tới đây cúng kiến cho quý vị. Và con cầu mong những điều tốt đẹp tới cho những vong linh, và những có duyên gặp gỡ con mong là những vong linh hiện ra cho nên con biết được những vong linh ở đây ra sao. Nam mô Di Phật, nên con sẽ cố gắng giúp đỡ. Nam mô nha. Thì nếu mà anh em con đặt chân vô đây có mạo phép gì các vong linh, thì con không biết các vong linh mà người Pháp có biết cái gì của con anh em con hay không, nhưng mà ta là cái lòng thành của anh em con đến đây cứ tết bánh cho những vong linh, cũng như là muốn tìm hiểu cái căn nhà này để cho những người, những cô chú anh chị trên mạng để biết được là thời đó cũng có người mắc và bây giờ họ không có đi được. Nam mô Di Đà Phật. Thì bây giờ anh em con nếu mà có duyên anh em đặt cái máy đây, thì nếu mà làm được con linh nào đó thì anh em con rất là vui. Nam mô Di Đà Phật. Bây giờ anh em con xin tiến chỗ khác để cúng kiến cho những con linh ở đây. Nam mô Di Đà Phật. Máy này đi, anh em con sẽ đi xuống dưới cái nhà.
Cái nghèo cái nghèo Quỳ không biết có nãy nghèo Quỳ Quỳ ngồi dưới với tôi nghèo hình như là bước chân trên chỗ này nè. Con biết cái nhà có nghe không, nhưng mà nãy con với em con ở dưới nghe rất là rõ những cái bước chân đi cả nhà và những cái tiếng em bé nữa. Cái nhà này, ban ngày con nghĩ cái căn nhà này rất là âm u, sẽ có những vong linh chú ngự ở đây. Thì con với em con đến ban ngày không thắp nhang á, thì con nghĩ họ sẽ không ra. Chắc lần sau anh em con nếu mà có đến đây, anh em con lén lén thắp nhang và sẽ không có nói cho chú bảo vệ biết. Và anh em con sẽ cố gắng để giữ an toàn cho cái căn biệt thự này. Và nói chung là chú chỉ giữ thôi, mà có chút chắc gì á thì chú bị chịu trách nhiệm. Thì con cũng không muốn chú như vậy. Vì tại anh em con thì anh em con nãy hỏi chú và chú nói không có cho lên. Thì anh em con xin dữ lắm chú mới cho lên. Và chú nói lên á thì không có đem hộp quẹt theo. Bây giờ chắc anh em con sẽ đi khỏi chỗ này cả nhà. Cả nhà nhìn nước, đồ ăn cúng, bánh trái rất là nhiều cả nhà. Con nghĩ chỗ này rất là nhiều những người quay tâm linh đến đây. Thì họ đã thấy cái gì đó họ mới đến đây rất là nhiều cả nhà. Vậy anh em coi xuống cái nhà. Anh em coi ở trên đây rất là ngột ngạt cái nhà. Còn với em coi xuống dưới và đi mà chặt chân cái là té liền. Mà cái nhà gỗ hồi đó mà cứ kiểu này. Mà gỗ thì tốt thì tốt. Biết bao nhiêu năm rồi, mấy 20 năm vậy. Rất là nhiều lắm. Thôi bây giờ con cũng xin tạm ngừng video cả nhà ơi. Nếu mà có lần sau thì anh em con sẽ cố gắng để đem thêm cái quạt nữa, để anh em con có đến đây để đốt nhang cho những vong linh ở đây, cũng như là những cái bàn thờ để cúng kiến cho dễ hơn cả nhà. Bây giờ con cảm ơn cả nhà. Bây giờ đi về. Vô đây thì không thấy gì nhưng nghe tiếng thì cũng ra khá là sợ cái nhà, không biết. Anh em con xin tạm dừng video tại đây cả nhà. Anh em con đi xuống dưới cái nhà.